Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình iGov nhận 0.1 BNB các bạn, từ một chương trình iGov test. Để tham gia hôm nay bằng clip phần liệu mô tả dưới video của mình, bạn bấm start chatbot nha bạn. Rồi bạn chờ lót chút xíu mà. Một BNB 270 UTT là mình get 0.1 BNB này, bạn cho này gấp các bạn. Rồi bạn lướt cha. Cái cấp trai bằng KB BWB KB BWB các bạn nghe cho bot nữa không? Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cấp trai sai. Rồi sau khi bạn join kênh lướt cấp trai xong, bạn join kênh channel nữa nè, channel nữa nè các bạn. Các bạn follow kênh channel nè, có nguồn ngay gấp test này bạn, rồi bấm đắp lên nè, rồi bấm don, tiếp tục bấm son tiếp kênh seller tiếp tục nè. Đây thì nguồn ngay gấp này mình đã join rồi các bạn, rồi bấm don, tiếp tục bấm subscribe kênh YouTube nữa các bạn, tập phần, tiếp tục thì bạn bấm đăng ký và xem cái video của nó nha các bạn. Xem video nó xong thì bạn gửi lời đường link YouTube của mình các bạn. Bạn nào không biết thì xem đã video mình hướng dẫn, có video hướng dẫn các bạn lấy link YouTube đi nha các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ với PS20 BNB Smart Chain các bạn. Bạn có thể dùng với Shopee Ban hoặc là với Chuk. Mình thì dùng với Chocolate các bạn. Mình không có khuyên các bạn dùng địa chỉ Shopee Ban các bạn, vì cái sàn cái còn lag lắm các bạn. Rồi bạn sao chép lại địa chỉ BNB sẽ bắt chen này mà. Rồi mình gửi cho bot này mà. Rồi mình gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm sẽ tiếp nè. Ok, mình đã nhận được 0.01 BNB các bạn. Con này sẽ phân phối vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.